ta thấy là mâm nào thì chị Da Đen cũng có thể xuất hiện. Bởi vì chị khá tâm huyết trong dự án giải tỏa khu biệt thự của nhạc sĩ Đức Tiến để thực hiện tái định cư. Đó. Được 3 cấp rồi, đó, đẹp rồi nha mọi người. Và lát nữa mình quay cấp thứ 4. À. Như vậy là sáng nay chúng tôi được như đây. Và chiều nay chúng tôi sẽ lập cái máy này. Bây giờ tạm thời đi vô nghỉ ngơi. Theo chân chị Da Đen và ông Tân, chúng ta sẽ tạm thời vô nghỉ ngơi. Quên lấy gói thuốc. Quá vô nghỉ ngơi, không có gói thuốc là không có động não nổi luôn. Trước khi mọi người đi vô, mình ở đây. Mình quất ly trà cuối cùng đây. Rồi rớt luôn. Đây à, trà tự nhiên bỏ cộng xả vô một cái uống đi. Giá trị hẳn. Bây giờ mình với mọi người vô ăn cơm. Không biết là chị Da Đen ngày hôm nay buổi trưa cho ăn cái gì. Ăn xong rồi ra làm bye tiếp bye mọi người như nha. Vậy là ngày hôm nay chúng tôi sẽ được ăn món cá ba thú với lại rạo chấm. Rồi ăn xong làm tiếp. Kính thưa quý vị, chiều nay hai anh em chúng tôi đã gia cố và bắt đầu lợp mái. Đây là kiểu nhà có máy gió nữa nha, máy cao máy thấp. Đó, và chừa tôi vừa mới lợp hai cái máy bên ngoài thì để chừa cho ông Tân đi một cái lớp nhựa. Đây là cái lớp nhựa mà theo anh nói là cái kiến thức từ việc làm nhà lồng của anh. Hai anh em chúng tôi. Cái nhựa đó gọi là gì anh ha? Một lớp ni lông thôi, che mưa thôi. Ừ. Bảo đảm để mưa, che mưa. Che mưa. Thay vì lập tôn, cái này nó rẻ hơn. À. Rẻ hơn mà nó bền hơn ha. Nó phù hợp với cái kết cấu này. Ừ, với nó nhẹ. Theo thời gian mình có thể mình củng cố thêm. Chỗ nào dột thì mình có thể mình che thêm. Cắt cỏ tranh phủ thêm lớp trên nữa. Cắt cỏ tranh phủ thêm lớp trên là cỏ tranh này của mình luôn á anh. À. Mình phủ một lớp trên cho nó giúp độ tạo độ dày cho nó mát. Cái cỏ tranh này của mình phủ lên là mình có phải xử lý nó không ạ? Mình cắt xong rồi mình phơi khô. Chọn lọc ở phơi khô. À. Lấy ba cái cỏ non. À. Có một cái lớp cỏ tiêu chuẩn của nó. Giống vậy nè. À, mình phải bền lại nữa ha. Đúng rồi, bắt đầu bền lại. Dưới này thì lợp cái lớp này ở dưới coi như là cũng như la phong vậy đó. Ừ. Lớp tránh nóng. À. Rồi phía trên là lớp chống mưa. À. Rồi lớp trên nữa thì nó mặc thẩm mỹ cũng là dày lên cho nó mát đấy. À. Một cách tại vì mình cỏ đây mình nhiều. Tha hồ túc tắc là cứ thế rồi. Cỏ đây thôi. Cái công trình này thì nói chung là mình tập trung một cái phòng ngủ là chính nè. Để còn dụng cụ nấu đồ ăn hay là cái gì của một người kiểu như nghệ sĩ anh em mình. Ôn Tân hay là những người như anh Trần Thanh Bình là ra là có chỗ coi như là để đồ và phi vu ha. Quá chiêu luôn á. Quá chiêu luôn. Có nhà quyền. Tre. Nhà tre ngay cái vườn tre. Bếp outdoor luôn. Ừ. Và đặc biệt là không gian này sẽ có một cái nhà gọi là nhà sàn hả anh? Ừ, một cái gọi là cái chòi, cái lán nhỏ nhỏ, để ngồi nấp mưa đồ này kia ngoài trời. Ừ. Tối giản thôi mà. Tối giản. Căn nhà này chỉ là có một cái phòng ngủ. Ừ. Để ngủ, bao che cơ bản cho nó ngủ, còn lại là không gian open hết. Vẫn có thể mở cải lương với là nhạc xưa Thái Thanh là được ha. Cái thanh mà nghe mưa nữa là chiều mưa biên giới rồi xong luôn. Xin cảm ơn anh tạo ra những cái không khí này. Và chúng tôi sẽ hút điếu thuốc và chúng tôi sẽ tiếp tục làm thêm. Hello mọi người. Bây giờ là mình đến giai đoạn tề mấy cái cây tre là mấy cái gì ở lồi lõm đó nè ha. Mình cưa. Đó, bây giờ mình cưa để cho nó gọn gàng lại. Đó, mình phải tề nó hết. Gọi là cái chữ tề này nó cũng hay. Có một số chữ như là làm lông lá nó lại cho nó gọn gọn. À, để chi? Để mình phủ cái bạc nó lên.
cho nó nhìn nó gọn con mắt. Bây giờ là cái công đoạn này là mình phải cưa gọn gàng lại. Đó, tới đâu rồi mình sẽ đăng cho mọi người cùng chia sẻ. Có thể thấy là từ ngày hôm qua đến giờ chúng tôi xuống tre rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay ông Tân quyết xuống tre thì đúng là chuyên gia có khác quý vị. Ba cái tre tôi nói nó thẳng thớm mà nó giống như vừa mới xuống cái được uống luôn á. Đó, cây tre thứ ba nè. Trời ơi, nó thẳng còn hơn là tre thánh giống nữa trời. Quá dễ sợ. Sau khi tôi tề hết tất cả những cái xung quanh thì không biết là cái công đoạn kế tới của ông Tân là gì á. Nẹp hai cái tre hai bên cho thẳng để bọc ni lông lên. À. Ni lông xuống. Nó khỏi bị rách. À. Với lại tre hai bên mưa khỏi tạt. Vậy là cái kỹ thuật mà bọc ni lông là một cái kỹ thuật khác nữa. Đúng rồi. Cần vài cái cần vài cái đường nét nó không có bị méo bị trùng này kia ha. Rồi là tính toán khá kỹ lưỡng bằng tất cả những cái vật liệu mà mình có sẵn thôi, chứ không phải là phải đầu tư gì nhiều ngoại trừ kẽm với lại những cái vật liệu nhỏ nhỏ. Dù là có sẵn nhưng mà cũng phải tính, chứ không tính thì nó không có ra được một cái kiến trúc như là một cái tác phẩm như ý muốn. Đó là cái mà chúng tôi học hỏi được từ chuyên gia ông Tân. Đây là công đoạn cuối cùng trong ngày hôm nay, chứ không phải là công đoạn cuối cùng của cái kiến trúc này. Đó chính là gắn những cái cây xương riêng biệt dành cho việc lợp cái bao ni lông để che mưa, tránh giọt. Thông thường thì ai cũng nghĩ là sẽ sử dụng cái xương của cái máy chanh này để mà mình cứ che lên là xong, nhưng mà thực chất thì không phải. Để tránh nó bị trùng, để tránh nó bị nhùng nhằn hay là nó đọng nước mưa thì phải có những cái cây xương nhất định để gắn sát vô những cái tề đó. Quý vị thấy không? Đó, một cái cây dài sập xuống ở bên ngoài. Thực sự mà cái này mà không mấy người không có kinh nghiệm thì đâu có làm được ha quý vị. Đó, xong cái này thì anh em chúng tôi sẽ vào tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn cơm. Sau đó chúng tôi sẽ đi ra ngoài dinh cậu, lại tiếp tục một cuộc đánh đờn đường phố rất là vui. Như hôm qua đánh đường phố thì có một cái cậu bé bán nước giải khát cho khách du lịch. Cậu rất là thích và cậu đã vừa bán nước vào và lại ủng hộ chúng tôi 10.000. Mà ủng hộ là sợ mẹ biết, cho nên thành ra là không dám ủng hộ công khai. Mình thấy rất là thương, cho nên thành ra mình nói là con đừng có như vậy thì mẹ buồn. Nó nói là dạ không sao đâu, cái này là người ta, con bán nước cho người ta bo cho con á. Cậu bé rất là ý nhị trong cái chuyện chia sẻ. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi dự định là sẽ tặng cho cậu bé một cái món quà khi mà chúng tôi sẽ ra ngoài đó. Cảm ơn mọi người. Và ngày hôm nay có lẽ phần quay hình này đã khép lại. Và công đoạn cuối cùng của ngày hôm nay là như vậy. Và ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành lợp ni lông và bắt đầu dọn dẹp bớt để làm những cái vách. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Tối nay bây giờ là 8:30. Mình sẽ cùng chị Gia Đen.
Ôn Tân đi ra Vinh Cầu, một địa điểm rất nổi tiếng của Phú Quốc để tham quan. Đây, Ôn Tân trên chiếc con chiến mã của mình. Đi Da Đen chạy quá nhanh thì bỏ Ôn Tân ở phía sau. Không chỉ Da Đen chậm, chạy chậm lại. Mọi người có thể thấy là buổi tối sau khi chúng tôi làm việc xong tại khu vườn thì buổi tối chị Da Đen thì đi làm, còn chúng tôi thì bắt đầu đi ra Vinh Cầu tham quan. Và có thể thấy là sau khi chiều nay chúng tôi thay cái bình xăng xe xong thì bây giờ Ôn Tân đã trở về với lại chiếc chiến mã dầm trường văn nghệ. Đây là một trong những cái chiến mã mà nó theo chân anh em chúng tôi rất là nhiều những dầm trường. Còn đây là chị Da Đen là mẹ của chiến mã luôn, là theo chân rất là nhiều dầm trường. Xin lỗi em, anh thấy vua Phú Quốc có gì vui không? Thấy lâm đánh sắc màu đó mọi người, hồi xưa hết giờ vậy cái mình thử nghiệm thu chiếc xe luôn. Hôm nay anh vừa mới thấy mình xăng chiếc xe này, thấy là khá hợp đó. Khá hợp đó. Còn nó không thể nha. Có thể xem chiếc xe tiền mệnh nó ở phía sau. Xin cảm ơn anh và chúc anh có chuyến đi vui vẻ. Và bây giờ thì chúng tôi trở về lại với cái ngôi vườn của mình buổi tối, cái nơi mà chúng tôi xây dựng cái nhà tre để chúng tôi kiểm nghiệm rằng buổi tối ở đây có thể sinh hoạt được hay không, bởi vì người ta nói là buổi tối ở đây muỗi rất nhiều. Đốt cục đó luôn hả anh Tân? Nhưng mà sau khi nãy giờ từ việc chưa đốt cái lửa cho đến khi đốt để lửa thì chúng tôi thấy được gần như không có bóng dáng của một con muỗi nào hết. Đây là một cái điểm gọi là chúng tôi làm cho chúng tôi cảm thấy thích thú. Và chúng tôi sẽ nghỉ ngơi sớm để ngày mai bắt đầu cái hành trình mới cho việc xây nhà tại đây. Mọi người xem kênh Chị Da Đen Radio Đồng Ca Nhỏ này, mong mọi người sẽ đăng ký và chia sẻ cùng với những ai yêu thích những cái gì mộc mạc trong đời sống và gần gũi với thiên nhiên khu vườn Chị Da Đen. Xin cảm ơn tất cả mọi người.